Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày mùng 3 tháng 9 năm 2019 thì bắt đầu diễn ra một sự kiện rất quan trọng, đó là việc là chiếm cá voi xanh Trung Quốc đặt cầu, nội bộ thanh trừng Việt Nam có thể mất nước. Và ngay ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 9, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thì chiếc tàu cầu khổng lồ với cái tên là Lanjing của Trung Quốc bắt đầu đi vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và nếu các bạn theo dõi hải trình của chiếc cầu này, tàu cầu, thì các bạn sẽ thấy nó đang đi rất sát bờ biển của Quảng Ngãi và chỉ cách đảo Lý Sơn có 30 hải lý. Tàu cầu khổng lồ Lanjing của Trung Quốc cách bờ biển, cách đường cơ sở của Việt Nam chỉ có 11 hải lý, tức là vào khoảng 20 km mà thôi. Và nếu chúng tôi dơ sát hình ảnh này để các bạn có thể thấy, và các bạn cũng có thể tra hình ảnh mới nhất trên trang Zhuit China Z News đã được đăng tải ngay trong thời điểm cách đây một tiếng đồng hồ. Và đây là quả thực bước leo thang rất lớn, rất nhanh của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với việc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian qua. Và chiếc cầu đây là chiếc cầu khổng lồ và nó được đánh giá rằng lớn nhất thế giới, và nó được đặt trên một cái chiếc tàu. Và điều đó có thể dẫn đến là nó có thể di chuyển đến bất cứ điểm nào ở trong cái thềm lục địa của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và chở theo giàn khoan và hạ đặt rất nhanh mà phía Việt Nam không kịp trở tay. Và đây các bạn có thể theo dõi thêm hình ảnh về chiếc tàu cẩu khổng lồ này, và đem theo chiếc tàu thì có thêm cái giàn khoan có thể đặt ở trên đó. Và chiếc cầu này, chiếc cẩu này là chuyên dùng để cẩu những thiết bị nặng, và đặc biệt là dùng cho công tác thăm dò dầu khí của Trung Quốc, mà họ luôn luôn nói rằng là vùng chín đoạn là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, cho nên họ đã đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất cũng như là phương tiện thiết bị để chuẩn bị và đã và đang xâm chiếm những cái vùng chủ quyền lãnh hải của nhiều nước khác nhau, và trong đó có Việt Nam. Đây là động thái nối tiếp của Trung Quốc khi họ trước đây họ đã cho chiếc tàu Hải Dương 8 cùng 4 chiếc tàu hải cảnh hung dữ liên tục trong gần 2 tháng vừa qua đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để đo đạc địa chất, và theo những cái thông tin mà một cán bộ ngành dầu khí của Việt Nam có 30 năm kinh nghiệm trong nghề, họ nói rằng với những đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 thì đấy là họ đang đo không gian 3 chiều ở lòng biển để chuẩn bị cho công tác khai thác thăm dò dầu khí của ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chính quyền của Hà Nội thì hiện nay dường như là bất lực đối với những cái đội tàu hải cảnh hung dữ của Trung Quốc với trên 300 chiếc. Họ đã đầu tư rất lớn cho hải quân cho cái việc mà bảo vệ cái đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã vẽ ra. Và hình ảnh mà chúng ta có thể truy cập tiếp ở trên trang Zhuit China Z News này thì sẽ thấy rất rõ đường đi của chiếc tàu, là hành trình của tàu Lanjing của Trung Quốc kể từ ngày mùng 5 tháng 8 năm 2019 đến ngày mùng 3 tháng 9 năm 2019. Thì các bạn thấy rất rõ là hành trình đó đã đi từ phía Trung Quốc và đi vòng qua đảo Hải Nam, và sau đó bất ngờ nó lộn về phía vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và hiện nay nó đang quần đảo ở ngay sát bờ biển của Quy Nhơn, và cách bờ biển này chỉ có 55 km mà thôi. Thì đây là cái điều rất nguy hiểm khi đi kèm với chiếc tàu cẩu khổng lồ này là rất nhiều những tàu hải cảnh mới được bổ sung để bảo vệ cho chiếc tàu cẩu, và có lẽ Trung Quốc sẽ sớm đặt giàn khoan ngay cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu Hải Dương 8 thì trong thời gian vừa qua một hoạt động rất dữ dội trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và cùng với những chiếc tàu hải cảnh khác thì nó đã rút về phía, và đây là các bạn thấy hình ảnh tàu Hải Dương 8 và 4 tàu hộ tống đang quay trở về đảo đá chữ thập. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể chia sẻ ngay cũng trên cái trang là Zhuit China Z News luôn luôn chia sẻ, hoặc các bạn cũng có thể tham khảo ngay trên trang Twitter của giáo sư Matheson giảng dạy trong trường đại học hàng hải Hoa Kỳ thì sẽ biết chi tiết cụ thể. Và đây là một thông tin rất mới mà báo chí trong nước chưa đăng, và có lẽ họ cũng chưa được phép đăng vì nó quá nguy hiểm với những cái việc mà những chiếc tàu của Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền Việt Nam và áp chế các tàu cảnh sát biển Việt Nam, cũng như xua đuổi những cái tàu mà của Việt Nam đến gần những chiếc tàu này. Và đây là hình ảnh chụp vệ tinh là từ bãi đá chữ thập của mà Trung Quốc đã chiếm được, và bây giờ họ đã biến nó thành một cái căn cứ quân sự rất lớn và nơi cung cấp những cái cơ sở hậu cần cho những chiếc tàu như vậy để hoạt động trong Biển Đông, và điều đó sẽ đem nguy hiểm đối với những cái tự do hàng hải, về tự do hàng không khi Trung Quốc bắt đầu dùng lực lượng rất lớn hải quân và cảnh sát biển để làm cái việc áp chế những cái
tàu thuyền của những cái quốc gia khác bên cạnh. Và đặc biệt là cái khu vực mà chiếc tàu cầu khổng lồ Trung Quốc đang hoạt động hiện nay cũng gần lô 118, tức là cá voi xanh, nơi ExxonMobil của Mỹ và Petro Việt Nam hợp tác khai thác dầu khí. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy lô dầu khí này đã được phía Việt Nam và Mỹ hợp tác trong thời gian qua. Nhưng dường như Trung Quốc bắt đầu là có những động thái mạnh mẽ, và ngay lập tức họ đã cử chiếc tàu cầu để sau khi khảo sát xong thì để đi xuống chuẩn bị đặt giàn khoan. Và những cái thông tin mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm về mỏ cá voi xanh, nơi mà cái chiếc tàu cầu của Trung Quốc hiện nay cũng đang hoạt động, đó là mỏ cá voi xanh là dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam, mà dự kiến sẽ khai thác khí ở mỏ này sẽ đóng góp gần 20 tỷ USD vào ngân sách Việt Nam. Vào tháng giêng năm 2017, tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ đã trở thành nhà khai thác khí lớn nhất, khí đốt lớn nhất Việt Nam, sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu khí trên Biển Đông với Petro Việt Nam. Thế nhưng sau khi nhận được giấy phép khai thác đã có một số sự cố xảy ra. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2017, ExxonMobil đã mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho giới chức vụ Việt Nam khi chủ tịch Liam Malone của công ty phát triển dầu khí ExxonMobil đã tuyên bố sẽ hoãn dự án hợp tác với Việt Nam trên Biển Đông cho tới năm 2019. Khi đó, một số đánh giá giả thiết về nguyên nhân chủ yếu và có thể là duy nhất của việc phải hoãn dự án có thể là do Trung Quốc gây sức ép mà đã khiến cho Việt Nam có thể phải điều chỉnh để ExxonMobil tạm ngừng khai thác mỏ cá voi xanh. Nhưng đến tháng 3 năm 2018, khi xảy ra vụ Resso phải lần thứ hai liên tiếp rút khỏi mỏ cá rồng đỏ, giả thiết đã biến thành thực tế, được xác nghiệm một cách sống sượng là vẫn là đối tác chiến lược toàn diện lớn nhất của Việt Nam, là Trung Quốc đã nhảy bổ vào nhà các nhà đầu tư của nước ngoài này và yêu cầu phía Việt Nam không được hợp tác với Mỹ và phải chỉ có hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí ở khu vực này. Và hiện nay, trước cái sự lên án mạnh mẽ của Mỹ đối với Trung Quốc khi họ liên tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, và hãng ExxonMobil này cũng chuẩn bị đưa vào khai thác cái khu vực cá voi xanh, thì lập tức phía Trung Quốc đã nhanh tay hơn và họ lập tức điều cái tàu rất lớn là tàu Lanjin này đến để chuẩn bị hạ đặt giàn khoan ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ngay khu vực cá voi xanh mà Việt Nam đã ký kết với ExxonMobil. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy đây là đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra, và nó chiếm trọn như vùng biển của Việt Nam. Và chúng ta thấy Trung Quốc đã đưa sách trắng quốc phòng ra, và trong đó nó nêu rõ rằng họ sẽ bằng mọi cách, bằng mọi giá bảo vệ cái đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn này. Chính vì vậy mà Việt Nam chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ phải đương đầu rất lớn với hải quân, với các tàu cảnh sát biển và với rất nhiều những cái vấn đề mà Trung Quốc đem lại. Mặc dù là Trung Quốc và Việt Nam là cùng ý thức hệ cộng sản, nhưng giờ đây thì Trung Quốc đã trở mặt và đã rõ ràng đã đem tàu đến để xâm phạm chủ quyền của đất nước đồng chí Việt Nam của Trung Quốc. Và đấy là cái điều mà chúng ta trong thời gian tới phải tiếp tục quan sát rất kỹ. Và tất nhiên khi Trung Quốc đã hạ đặt được giàn khoan ở khu vực này thì họ cũng khẳng định được chủ quyền chín đoạn, tức là đường lưỡi bò của họ đối với Việt Nam. Và như vậy là Việt Nam rõ ràng là không còn có đường đi ra biển nữa, và sẽ bị Trung Quốc khóa chặt ở trong bờ mà thôi. Điều đấy sẽ đem lại cái tác hại rất lớn với Việt Nam khi mà kinh tế biển, khi mà Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ, và có những lúc ngân sách quốc gia của Việt Nam đã phải đem đến 20% được đưa đến từ dầu sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ. Thì hiện nay điều đấy sẽ gây tác hại rất lớn về kinh tế. Và dường như là Việt Nam đang trong tình huống là cực kỳ nguy hiểm, nên đã liều đem cả 4 cái chiến hạm mới mua của Nga ra để răn đe Trung Quốc. Và chúng ta thấy cái hình ảnh mà ngày hôm nay báo chí Việt Nam bắt đầu đăng về cái việc này là cực hiếm, cảnh 4 hộ vệ hạm Hải quân Việt Nam hội tụ trên Biển Đông. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là những tờ báo trong nước bắt đầu đăng ngày hôm nay, và đưa ra cả 4 chiếc tàu của Việt Nam đưa lên báo để răn đe phía Trung Quốc, và cũng là để có thể trấn an một số người trong nước. Nhưng chúng ta thấy rằng với cái lực lượng của Việt Nam, Hải quân Việt Nam thì rất mỏng và yếu so với Trung Quốc, vì họ đã đầu tư một năm 2019 trên 177 tỷ đô la để đầu tư cho Hải quân, thì Việt Nam chỉ còn là một số lẻ mà thôi. Và hiện nay lại cái điều rất khó khăn đối với Việt Nam, đó là nội bộ chính trị Việt Nam đang hết sức rối ren, tranh giành quyền lực trước Đại hội Đảng 13 đang diễn ra cực kỳ gay gắt.
và các phe phái đang đánh nhau và có những cái đòn phá nhau để giành cái ghế cho những cái chức danh cấp cao nhất của sẽ được bầu trong Đại hội 12. Và liên tục các vụ án lớn được tung ra với những tình tiết rất giật gân, như ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến là những bộ trưởng, ngay cả những bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của hai đời bộ trưởng đều bị đưa ra truy tố vì tội ăn hối lộ, tức là nhận đến 3 triệu USD một người, và có một người khác là ông Trung Minh Tuấn thì nhận một số tiền ít hơn, là 300.000 số ít hơn. Nhưng điều đó phải chứng tỏ rằng là chưa lúc nào mà nội bộ Việt Nam, chưa lúc nào mà các ủy viên trung ương của Việt Nam đã phải đưa ra một cách rất nhiều và rất nhanh như vậy. Cuộc chiến chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là một việc, nhưng cái việc này thì ngay cả những cái người làm công tác tuyên giáo như phó ban tuyên giáo của Việt Nam là ông Trương Minh Tuấn cũng đã phải sa vào những cái việc mà liên quan đến vấn đề tham nhũng và vấn đề nhận hối lộ, và điều đó sẽ đem lại hậu quả rất tai hại cho Việt Nam thời gian tới, bởi vì cả những cái đội ngũ cấp cao nhất của Việt Nam đã bắt đầu được đưa ra, và vì họ cũng nhiễm cái tham nhũng, mà cái điều đó thì sẽ làm cho đất nước nó lụng bại đi trong thời gian tới. Và bản thân lực lượng hải quân của Việt Nam thì đã be bét rất nhiều vì tham nhũng, vì lợi dụng bán đất quốc phòng, để đến nỗi cựu đô đốc hải quân của Việt Nam là Nguyễn Văn Hiến cũng bị đưa ra truy tố. Và hình ảnh ngay hôm nay chúng ta thấy bên chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu đưa ra truy tố là thủ tướng quyết định kỷ luật đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Ông Nguyễn Văn Hiến bị xóa tư cách nguyên tư lệnh hải quân, quyết định kỷ luật được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày hôm nay, ngày 3 tháng 9. Quyết định nêu nguyên thứ trưởng quốc phòng đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức tư lệnh quân chủng hải quân, và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang báo trong nước đã bắt đầu đăng tải rất nhiều. Và dường như chúng ta thấy rằng cuộc chiến quyền lực, cuộc cạnh tranh quyền lực của hai bên, của các bên ở trong Đảng là càng ngày càng diễn ra khốc liệt. Và những cái người mà bảo vệ biển đảo và những cái ngân sách cho quốc phòng thì bị cắt xén đi rất nhiều, và thay vào đó là những cán bộ quan chức tham nhũng càng ngày càng lớn hơn, với số lượng tiền càng ngày càng nhiều hơn. Và có thể những phát hiện vừa qua ở trong nước đối với những cái người phạm tội là cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái bể nổi của tảng băng chìm, mà phía sâu xa phía sau đó còn rất nhiều những cái trường hợp và rất lớn, bởi vì bản thân họ, những cán bộ này không thể sống được bằng lương thì không thể có cách nào họ có thể xây nhà lầu hoặc là đưa con cái đi du học hoặc là có những cái đầu tư khác rất khổng lồ mà chúng ta trong thời gian tới chắc chắn sẽ còn chứng kiến. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thỉnh thoảng có xuất hiện ngắn nhưng không nói bất cứ câu nào khi hiện tình đất nước đang lâm nguy trước sự xâm phạm chủ quyền của bành trướng Bắc Kinh. Và đương nhiên ông là một cái người được đào tạo là phó tiến sĩ xây dựng đảng tại Liên Xô cũ từ những năm 80, cho nên ông cũng hiện nay cũng chỉ lo sắp xếp nhân sự cho Đại hội 13 mà quên mất rằng ông còn có chức danh chủ tịch nước, người đứng đầu nhà nước. Và khi đất nước lâm nguy như vậy thì ít nhất ông cũng phải có những cái tuyên bố để cho người dân biết được cái định hướng và cái đường hướng của đất nước như thế nào khi mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền như vậy. Thù trong thì giặc ngoài Việt Nam thì hiện nay rất cô đơn, bởi vì là cùng thể chế cộng sản, nhưng bây giờ thì Việt Nam đã bị ngay cái đồng chí Trung Quốc của mình thôn tính lãnh thổ và liên tục đe dọa dùng vũ lực để tiêu diệt cảnh sát biển hoặc là hải quân của Việt Nam trong thời gian qua. Và thời gian tới chúng ta phải hết sức cẩn thận, bởi vì Trung Quốc đã bắt đầu có những động thái mạnh mẽ hơn khi đưa những cái thông tin ra và yêu cầu phía Việt Nam phải chấp hành đường chín đoạn của Trung Quốc và yêu cầu các cảnh sát biển Việt Nam và những tàu của Việt Nam phải rời ra khỏi khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, đó là đường lưỡi bò. Và hiện nay Việt Nam chỉ còn con đường duy nhất là vứt bỏ ngay chủ nghĩa cộng sản, dân chủ hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền, đem lại tự do cho 90 triệu người dân Việt Nam và liên kết với các nước văn minh chống lại bành trướng Bắc Kinh trong thời gian tới. Và đấy là con đường duy nhất mà Việt Nam có thể thực hiện. Và hy vọng rằng các lãnh đạo trong nước sẽ nhìn nhận được sự việc và có cái kết quả, cách đánh giá một cách chính xác và có quyết định đúng đắn trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba ngày 3 tháng 9 năm 2019. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này và để lại những bình luận cũng như những yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp
nhanh nhất, kịp thời nhất và trung thực nhất những thông tin mà các bạn mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi tường thuật lần tới.